Em chào cả nhà. Em Rồi ngoài đi con câu chào cá, nhá. ngoài cái nghề cổ đêm ra thì em còn một sở thích nữa là đi từ thiện, đi giúp những người khó khăn. Thì em cũng ở trong nhóm chuyến xe không đồng Ninh Thuận. Thỉnh thoảng em cũng đi phát quà mà nhiều lúc em cũng ngại đăng lắm cả nhà. Hôm nay em cũng tham gia đi phát quà với mấy anh em. Cộng nào, xin Rồi, lấy quê đi cả nhà ơi. Rồi, đi đi, mình đi theo sau. Là bệnh viện mới. Cô đó sống một mình hay sao cô? Bà bán có số ở nhà rồi. Rồi cô cảm ơn nha. Hãy cho. Su hả? Dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Đấy có ca tím hay có đôi bi ca tím không? Hả? Lại đôi bi ca tím không hay là lại bi số? Đổi bị có ca tím không? À đổi bị có ca tím thì số không bao vỡ. Dạ. Rồi 500. Tại hết ca tím á vào xu luôn. Cho ông ba chở sữa về đi. Rồi cảm ơn nhiều. Kêu nó cứ luôn đi. Rồi quên đây chơi. Ê đi sao đứng đây? Đang thay đồ. Đừng đợi ai không? Đợi ai đâu? Đi chứ. Rồi đưa đưa tranh thủ chứ chơi đằng nào trâu. Đi ra đi đâu chạy trong trong kia ngừng khúc đi. Lên trong nhà đằng nào. Bây giờ mình đi thẳng ôm bụng bên về lại khu K1. Ngược cái sao không? Đó, nó có ngược cái sao không? Sao rồi đó. À, mình quay lại thôi. Ở bụng bên này có đó từ từ mình về lại sao? Là đi thăm cổ thế luôn. Lố rồi, bị lố rồi. À chị ơi. Này chụp bé số hả?
Dạ thì nhóm em cũng 6-7 người, chia nhau mỗi người đi mỗi đường, và mỗi người cũng phát xong rồi về. Cho nên của em bây giờ nãy giờ cũng đi vòng vòng phát hết rồi mà không kịp quay nữa cả nhà.